Câu hỏi em ăn ngon ghê. Bì, bánh tầm, nước cốt, dừa thôi á cả nhà. Một hộp là 20 ngàn đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm vừa quay phim còn như người họ chưa biết tại á. Dạ. Họ tại họ hỏi em là nhìn thấy trên mạng á rồi tại mua rồi vậy đó. Đây là khán giả của Sài Gòn số đó. Dạ. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay thì mình ghé mình ăn bánh tầm mì nước cốt dừa 20 ngàn ở trong chợ quận 4 cả nhà, đối diện với số 175 của Đoàn Văn Bơ, phường 12 quận 4. Bởi vì ở đây mình quay rồi nhưng mà do là hôm nay mình cũng rất là thèm luôn. Thèm và đi ngang cái tuyến đường này thì mình chợt nhớ lại và ghé quay rồi đến cả nhà, những cả nhà nào mình chưa biết á. Chị làm cho em cái phần hộp đen á, đúng rồi, hộp đen á. Chị làm cho khách trước đi chị. Giới thiệu cho những bạn nào chưa biết ha, thì có thể là ghé đây á, ủng hộ bánh tầm mì nha. Và sau khi thời gian mà đăng clip kia thì Ngọc biết được là các bạn nói là nguồn gốc bánh tầm mì là ở Cần Thơ nha cả nhà. Cần Thơ là một kiểu như đặc sản của Cần Thơ, thì ở vùng miền khác bắt đầu cái sẽ được đem đi bán, giống như là chị này ha, bán ở Sài Gòn ha. Ừ. Dạ đúng rồi, sẵn ra 6 giờ bạn ở đây. Thường thì khoảng có mấy giờ xong chị? Dạ tùy theo khách hợp, mà lúc nay dân tiệc ra bạn nhiều hơn lúc được một chút. Hình như ở khu vực này em thấy có mình chỉ bán bánh tầm cái gì hả? Dạ ở đây trong trong con bơ em bạn mình. Có mình bán cái gì? Đúng rồi, tại vì em cũng đi cái đường này nhiều lắm. Mì thì thấy là chỗ chị bán thôi, một hộp thì mình chỉ bán 20 ngàn nha. Dạ, còn nếu mà khách đáng ăn nhiều hơn thì 20-30 không? 30. Dạ, còn 20-30 thôi, rồi đó tùy khách tiêu thôi. Còn mình ra bạn cũng chợ 20. Lúc được em rồi có quê bố là em làm ở đó, em bạn ở đó. Rồi xong thì làm phụ bán. Dạ đúng rồi. Rồi đó 11 năm lần đó. Nhà 15 người làm. À, bánh tầm mì. Miền Trung nhưng bán món miền Tây. Bán lâu món miền Tây nữa đúng không? 3-4 năm gì rồi. Em bạn gần đây 7 năm á, tại con em 7 tuổi luôn đó. Trời ơi, bán món này 7 năm rồi. Trong lại trong về xong rồi tôi ở đây nha. Mẹ cho làm luôn. Rồi. Cả nhà, bánh tầm mì ở đây á là một hộp như vậy là 20 ngàn ha, chị cũng đang làm nè. Thì vào buổi sáng á, ở đây chị bán 6 giờ. Ở đối diện số là 175 của Đoàn Văn Bơ, phường 12 quận 4 nha cả nhà. Đó, có dịp cả nhà ghé đây thử. Thì Ngọc thấy ăn ngon lắm, tại vì Ngọc review rồi nha, ăn rồi nha. Bây giờ mình sẽ không ăn lại và mình chia sẻ thôi. Giống như cái sự béo của nước cốt dừa rất là đặc biệt này, xong rồi cái mình sẽ ăn kết hợp với nước mắm. Cái sự dai, sự giòn của mì với lại bánh tầm nữa. Bánh tầm nó dai dai á, thơm hơn nước cốt dừa lắm cả nhà. Cái hộp như vậy là 20 nghìn. Cái nhạc của mì. Họ lấy đủ cho ớt chưa có. Chắc cô ăn đây. Cô ăn đây chắc lâu rồi hả cô? Cô hả? À, ăn cũng lâu. Ngon cô hen. Dạ. Mỗi ngon mới ghé đó, nhiều khi giận mà cũng ghé đó. Giận. Giận mà cũng ghé. Ông nó bán ngon. Dạ, con cũng ăn rồi. Nước cốt ngon ghê cô ạ. Nước cốt làm ngon, béo thơm. Giữ vị trí vậy, nước cốt làm ngon đó. Cô khen là cũng biết rồi đó. Con cảm ơn cô. Bánh tầm ạ. À?
công ty rồi thích đẹp á, cho nếu mà mình làm cùng dây hả chị? Trong khi dễ ăn hơn. Dạ. Hộp vậy là 20 ngàn á hả? Dạ không, hộp này là 25. À, 25 ngàn. Mới làm luôn á hả chị? Dạ. Trong nhà đem ra hả? Dạ, ở nhà em á, thịt lên đem ra, thịt lên đem ra. Ra tương được rồi chứ người về á chị. Cả xe em nhỏ quá, chờ ra một lần không hết. Ủa là anh chị mua bên kia á hả? Còn hộp này là hộp của em đó hả? Dạ. À, hộp này là 25 ngàn hả chị? Đúng rồi, đẹp. Đẹp. Hình như nó bị... Này kia, kia cái đụng khớp. Bạn cái hôm nay nó lâu lắm. Nó làm lâu á. Còn cái hôm nay của em nó cứ chạy tới chạy lui à. Rồi nhìn 25 ngàn quá chừng luôn là cả nhà. Món này là kiểu món đơn giản lắm nhưng Ngọc thấy là ăn rất là ngon luôn nha. Kết hợp vừa giữa cái bột và bánh tằm mì nè. Và bánh tằm nè. Cái xong cái thêm mì nè. Xong thêm nước cốt nữa, béo béo nữa, thơm mùi à. Kiểu nước mắm chua mặn ngọt cả nhà. Được hai hộp em đi giao đi, em lao hộp thì sau ha. Ừ, cho giao chút đi xong. Anh đi giao hai ai đi. Cái này ngon mà không chỉ là bánh tằm mì đâu mà có phải nước cốt với lại nước mắm phải ngon mới được. Mắm không cay nha. Mắm cay. Rồi em bỏ không cay. Ăn ngon hả chị? Diện số 175 của Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4 nha cả nhà. À, bánh tằm mì ha, đơn giản, món này đơn giản lắm. Nhưng mà đặc biệt là ăn rất là ngon luôn. Cái bột bánh nó dai nè. Xong rồi, tại vì mình ăn mình review rồi á cả nhà, cho nên thành đang không biết nha. À, xong rồi thêm mì ha, mì giòn. Thôi chị để lại đi ạ. À, mì ha giòn ha, xong rồi thơm. Với lại thêm nước cốt và thêm sự mặn ngọt của nước mắm nữa cả nhà. Ăn rất là bắt luôn á. Ở thêm một hộp như vậy là 25 ha. Tới cái hộp đen này là 25. Còn bình thường chị bán là một hộp 20 màu trắng nha cả nhà. Ừ, cái hộp xốp màu trắng thì lúc nào nó cũng sẽ mắc hơn, rẻ hơn so với hộp màu đen nữa hết. Nhưng cái hộp đen này nè. Ừ, một công ty mà nó đã hơn. Dạ. Nó gọn hơn nữa. Dạ. Mà đi vòng vòng đây thôi ha. Rồi, ship đi quần tư thôi dạ. Con mày cái chỗ xa con đưa đi luôn mà quài xe giùm cho khách á. Ừ. Dạ. Có nghĩa là bút xe gác đi cho đi nhưng mà gần gần đấy là nhà mình giao luôn. Dạ.
chị cho em xin lại số điện thoại luôn nha. Dạ, 0908212842. Rồi, có số điện thoại rồi nha cả nhà. Cả nhà có thể là điện vô số điện thoại để đặt món ăn nha. Vòng vòng ở quận 4 thì giao liền cho cả nhà, còn ở những cái quận khác thì sẽ trao đổi qua điện thoại để ship ra. Hay là mình dạ, kiểu như tại em bóc quen rồi á. Vừa cái nắm tay thôi ha. Dạ. Bóc thường quen là một nắm đúng không? Dạ, một nắm tay. Em ở ngôi quê không có biệt mộng này. Quê em cũng còn mộng này luôn. À, bố lại trong ở đây cái mẹ chồng dương lại cho em bán. Mẹ chồng là người miền Tây đúng không? Dạ. Cần Thơ hay là khoảng vùng nào? Đông Tháp á, Đông Tháp. Ừ đúng rồi. Tại vì cái món này á là nguồn gốc từ Cần Thơ, nhưng mà giống như kiểu là người ta cũng đi á qua những dạ, cái những cái tỉnh khác người ta mang theo người ta bán. Thành ra là giờ mọi người biết cái món này, mà miền Tây thì biết nhiều, còn vùng dạ, miền Bắc chắc hơi khó. Lên đây nó bị lái lái nhiều cài quá. Có người thì hỏi siêu mai, có người hỏi đậu phụng. À, nhưng mà qua đây được bật là chán rồi. Còn cái gu của miền Tây là chỉ ăn nước cốt với lại nước mắm thôi. Dạ. Nhiêu à? Dạ 20 chị. Chị 20 rồi. Con thêm một khâu nữa. Đáng chờ ra. Con thêm một khâu dọn dây nữa. Khâu này đúng không? Dạ thêm một khâu dọn dây. Rồi thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Để cho chị bán nữa, tại vì hình như là cũng đang chuẩn bị á. Một ngày chị bán hai cái thao lớn là khoảng 15kg là 30kg cả nhà. Rồi ha, bye bye cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye. Dạ không ạ. Bánh chưa ra tới hả chị? Dạ, sắp ra tới.